chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của Yobo. Và hôm nay nằm trong series dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái dinh dưỡng dành cho thai phụ trong tháng thứ tư nhé. Đối với tháng thứ tư này thì nối tiếp với cả cái tháng thứ ba thì em bé chỉ nặng vào khoảng cỡ 140g thôi. Và chính vì vậy cho nên là tổng cái cân nặng mà mẹ cần phải tăng trong cái giai đoạn này chỉ vào khoảng 2 cân đến 2 cân rưỡi. Và tổng cái năng lượng mà mẹ cần phải đưa vào cơ thể thì nó cũng chỉ vào khoảng 300 calo thôi. Tức là có khi mẹ chỉ cần thêm khoảng 1 đến 2 bữa trái cây một ngày thì đã là vừa rồi. 300 calo thì cũng như trong clip trước Anna đã chia sẻ, 300 calo nó rơi vào khoảng cỡ hơn 2 trái táo một chút, khoảng 2 trái chuối hoặc là những cái loại khác thì nó cũng tương đương thôi. Đối với cả những cái món ăn mặn thì nó bằng vào khoảng cỡ chưa được một bát phở, tức là một bát phở con thì được khoảng hơn một cái bánh mì. Như vậy là bạn đã biết rằng là cái năng lượng mà bạn cần đưa vào cơ thể, cái số calo bạn đưa vào cơ thể là không tăng nhiều. Thế nhưng ở trong cái giai đoạn này, trong cái tháng thứ tư này thì em bé ưu tiên phát triển mạnh cái phần bộ xương và vùng vỏ não, cho nên là lượng chất lại vô cùng quan trọng. Tức là mẹ không cần phải để ý lắm về tổng lượng mẹ ăn, nhưng mẹ lại phải để ý về cái sự cân bằng giữa các loại chất dinh dưỡng. Mẹ đã xem cái video clip nói về mang thai trong 3 tháng đầu, cũng chính là có những cái thông tin cơ bản nhất về cái sự cân bằng dinh dưỡng trong suốt thai kỳ. Và đến cái tháng thứ tư này thì nhu cầu canxi và nhu cầu sắt của bé sẽ tăng lên, cho nên mẹ nhớ là tăng cường thêm những cái món ăn mà bổ sung thêm sắt và canxi. Trong cái tháng thứ tư này thì mẹ cũng đã hết ốm nghén, vì thế cho nên rằng là mẹ sẽ ăn ngon miệng hơn và mẹ sẽ ăn theo sở thích nhiều hơn. Đôi khi mẹ cảm thấy rằng là mẹ quá thèm một cái loại nào đó và mẹ ăn nhiều thì đây chính là cái lúc mà mình cần phải nhắc nhở bản thân mình là thực ra em bé mới chỉ có khoảng 140g thôi và tổng số cân mà mẹ có thể tăng trong cái tháng này chỉ vào khoảng 2 cân, cho nên mẹ hãy thay vì mẹ ăn quá nhiều những cái loại dinh dưỡng mà có nhiều chất bột đường thì mẹ hãy thay thế bằng những cái loại mà có nhiều chất xơ. Lúc này thì cái tình trạng táo bón của mẹ cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng ta là phụ nữ, Anna cũng vậy, trong suốt cái thai kỳ của mình thì Anna cũng như các bạn phải đối mặt với cái tình trạng táo bón kéo dài. Vì thế cho nên là để mà hạn chế cái tình trạng táo bón này thì mẹ hãy bổ sung thêm chất xơ. Chất xơ thì đương nhiên có nhiều trong các loại rau xanh rồi và các nhiều các loại trái cây. Đồng thời Anna xin được giới thiệu cho các bạn một cái loại chất xơ được gọi là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan á, thì sẽ có nhiều ở trong một cái loại hạt mà dễ uống, dễ ăn, không có vị gì cả, đó là hạt chia. Mẹ có thể cho hạt chia vào trong nước, nước lọc mình uống để cho nở ra. Sau khoảng hơn 1 đến 2 tiếng là mẹ đã có thể sử dụng được hạt chia để mà sử dụng cho cơ thể rồi. Hạt chia của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều những cái chất xơ hòa tan, vì vậy cho nên rằng nó sẽ giúp cho cái chất thải của chúng ta nó được mềm ra, và như vậy thì mẹ sẽ dễ dàng đào thải cái chất thải đấy nó ra bên ngoài. Bên cạnh sắt và canxi để giúp cho bộ xương cũng như là vỏ não của bé phát triển hoàn thiện nhất thì trong cái giai đoạn tháng thứ tư này thì đạm, tức là protein, cũng là một phần vô cùng quan trọng. Đồng thời chất béo cũng là một phần mà quan trọng không kém, bởi vì như Anna đã nói trong clip trước thì não của chúng ta có đến 60% là chất béo. Còn protein thì bạn biết rồi, nó hình thành lên hệ cơ, nó hình thành lên tất cả những cái cơ chất của hormone, của enzyme, và nó có ở trong bất kể một cái cấu tạo của một cái cơ hệ, một cái cơ quan hoặc là một cái tiểu cơ quan. Ngay cả trong tế bào thì protein cũng cấu tạo trong tất cả những cái thành phần như là màng, rồi tế bào chất hay thậm chí là nhân, thì nó cũng cần phải có những cái lượng đạm phù hợp. Cho nên mẹ nhớ rằng là mẹ hãy ăn đầy đủ tất cả các chất. Và trước khi thay cho cái phần kết của cái chế độ dinh dưỡng tháng thứ tư này thì mẹ hãy nhớ rằng là trong tháng thứ tư này mẹ chỉ cần là gì, bổ sung đầy đủ về mặt chất lượng mà chưa cần phải quan tâm tăng về mặt số lượng nhiều lắm. Đồng thời mẹ hãy bắt đầu ăn tăng chất xơ lên để em bé có thể phát triển dễ dàng. Khi mà mình bị táo bón á, thì tức là chất thải nghĩa ra nó được phải thải ra ngoài, đúng không ạ? Mình hãy để ý cái thùng rác của mình, cái thùng rác ở trong nhà mình chỉ cần để 1 đến 2 ngày á, là nó đã lên men thối và nó có những cái mùi hôi rất là khó chịu. Thế thì trong đại tràng của mình cũng vậy, khi mà mình bị táo bón và mình không thể nào mình đào thải nó ra ngoài được thì cái đại tràng của mình sẽ trở thành một cái bãi rác thực thụ, và cái bãi rác này nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái loại độc tố do chất thải
tự sinh ra trong cái quá trình lên men, kết hợp cùng với cả cái hệ vi khuẩn sống cộng sinh ở trong đại tràng. Như vậy thì những cái độc tố đó nó sẽ bị thấm ngược lại vào trong cơ thể mình, và đương nhiên vào lại cơ thể mẹ thì tức là sẽ vào lại cơ thể bé. Cho nên tháng thứ tư này chính là tháng mà để cho mẹ có thể làm quen với cái việc là mình ăn bổ sung thêm nhiều những cái loại rau củ quả khác nhau, và đây cũng là tháng mà mẹ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trải qua một cái thời gian mà ốm nghén kéo dài. Xin chúc mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh, vui vẻ. Xin chúc bé phát triển thật là thông minh ở trong bụng mẹ. Nếu bạn thích video và thích thông tin này, hãy giúp Anna like, share những cái thông tin này hoặc tag người mà bạn thấy rằng là thông tin sẽ hữu ích với họ. Yobo rất là mong nhận được sự đăng ký của bạn ở trong kênh YouTube của chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng có thêm động lực và ra những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.